Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ test hai con cục đẩy BVK10 cho hai bác luôn. Thì hai bác này cũng đã rất tin tưởng bên em và đã đặt cọc tiền các bác nhá. K10 bên em thì như tất cả các bác cũng đã biết rồi, với công suất là 900W trên một kênh và công suất chuẩn anh em nhá. Và số lượng hàng cũng không còn nhiều nữa, nên anh em nào nhu cầu mua hàng thì anh em nhanh tay giúp em nhé. Hôm nay thì sẽ test cho một anh là Nguyễn Chiến Tân, anh ở Quảng Nam các bác nhé, đã là cọc trước cho em 500 rồi. Và một anh nữa, anh đây, anh để em xem, anh Bạch Đình Minh, anh cũng đã cọc 500 cho bên em luôn rồi, anh ở Thái Nguyên. Đó, thì con này thì anh em sẽ nhìn thấy nó có cái cát tơ lông này, đấy, B4, K4, K6, K8, K10. Đấy, cái này thì em đã bóc rất nhiều rồi, cái chắc là chẳng phải bóc nữa, bóc nhiều quá các bác cứ bảo là làm màu. Đấy, thì đây là hai con BVK10 anh em nhé, con này là mạch class H. Còn anh em nào chưa xem được con này ấy, chưa xem được ruột nó như nào ấy, thì anh em mở cái kênh của bên em lên, đấy, thì anh em sẽ thấy anh em nhé. Đấy, bên em test rất nhiều cho khách rồi, chắc không phải tháo nắp nữa ra đâu. Bây giờ thì trước khi chuyển thì em cứ test lại cho các bác chắc chắn thôi. Thì máy cũng đã vừa đập thùng đấy, các bác cũng có nhìn thấy đấy, cũng vừa đập thùng đấy. Thì anh em đã thấy là rất là đẹp, chưa một dấu vân tay luôn anh em nhé. Và test cho anh em cùng nghe. Với con này thì Tuấn lấy con nâng tiếng để cắt súp luôn, cắt súp cho anh em cùng tham khảo luôn. Với con này ấy, đấu súp ste nhá, đấu vào một kênh thôi, một kênh của con này thì có thể chơi được một quả súp 50 anh em nhé, một quả súp 50 luôn anh em nhé. 900W trên một kênh, thì quả súp 50 này nó chỉ có 800W thôi, bình thường súp 50 chỉ tầm 700-800W thôi anh em nhé. Đó, thì anh em chơi một kênh này, chơi một quả súp là ngon lành luôn. Đó, thì hai kênh ba kênh còn lại thì anh em cũng có thể ghép hai kênh này đánh súp, và anh em có thể là mỗi một kênh này anh em có thể là ghép với một cặp bát 30. Với công suất 900W thì anh em cứ một kênh anh em đánh được một cặp luôn anh em nhé. Đây là ghép một cặp không? Đấy. Hả? Bên đấy ghép một cặp đúng không? Em sẽ đấu dây cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Một kênh em sẽ ghép một cặp luôn. Một cặp lấy 4012, một kênh đánh một cặp 4012 luôn. Đấy. Linh loa anh em nhé, em sẽ linh loa cho anh xem, anh em cùng xem. Này thì con K10 nó khỏe, đây sẽ linh loa, loa này linh sang loa kia này. Đấy, anh em cũng đã thấy chưa, linh sang loa kia này, trong dây của loa này sau anh em lại cắm lên cục đẩy này, thấy chưa anh em, thấy chưa. Đấy, đây là linh loa anh em nhé. Đó, đây là loa, hai loa linh với nhau này, và một kênh cắm vào một kênh của cục đẩy. Còn một kênh này thì em sẽ đánh con súp anh em nhé, đánh con súp 50 này, một kênh này sẽ đánh súp 50. Đấy, như thế là ok chưa anh em? Đấy, một kênh này sẽ đánh súp 50. Đấy, ok chưa, đơn giản thôi. Và một kênh đánh cặp này. Đấy, và không để anh em chờ lâu nữa, thử luôn, cắm cho anh dây nguồn được anh. Đây, con này đánh súp một cái sợi Canon nữa đi, một sợi Canon nữa. Em sẽ đấu vào con nâng tiếng này, vì con nâng tiếng này nó có cắt súp luôn anh em nhé, nên nó rất là tiện. Một sợi Canon nữa. Đấy, con này con đấy. Đấy, em cứ chưa video trực tiếp luôn anh em nhé, video trực tiếp luôn thì nó dễ. Đấy, cắm vào đây, đang cắm vào kinh nga, cắm vào kinh nga rồi, ok, trực tiếp luôn cho anh em tham khảo nhá. Đấy, anh em thấy nhạc lên chưa? Nhạc lên là mầm rồi đúng không ạ? Bắt đầu là lên này. Đấy, kênh này thì em đang đánh với một cặp bát 30 anh em nhá. Đó, ok chưa? Đó. Ok chưa? Kênh này thì đang để không này. Kênh này thì sẽ đánh súp này. À, kênh D sẽ đánh súp. Đấy, anh em thấy chưa? Thấy chưa? Đó, kênh này sẽ đang đánh súp anh em nhá. Đó. Ok chưa? Đó, ok chưa anh em, kênh này đánh súp. Tuấn đảo lại đi, cho kênh 3 đánh súp cho anh. Đó, đấy, kênh 3, vừa tới kênh 4 rồi nhá, bây giờ sang kênh 3 sẽ đánh súp kênh 3. Đấy, ok chưa anh em, chưa thấy chưa,
Anh có súp 50 này ngọt ngọt nước luôn. Đó, đánh rung người luôn anh em nhé. Đó, full này. Đó, đánh một cặp anh em nhé. Em vừa link loa cho anh em xem đấy. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, Tuấn chuyển kênh B là sẽ đánh full nữa này. Đó, làm video. Đó, ok chưa? Vừa full đồ súp nhá. Đó. Đó. Đây này là 4 kênh ngon lành đúng không ạ? Đó, ok chưa anh em? Ok chưa anh em? Bao phê luôn chưa? Ok chưa? Ok chưa anh em? Đấy thì với công suất của con này thì nếu mà anh em đánh bát 40 quay 100 ấy thì một kênh này chơi với một quả 40 quay 100 được, hoặc là quay 76 thì anh em đánh một cặp vào một kênh này được. Một cặp 40 quay 76 chơi tốt anh em nhé, hoặc là bát 30 quay 76. Cứ một cặp một kênh. Đấy, còn đâu này thì anh em có thể chơi súp được. Mỗi một kênh này có thể chơi được một quả súp 50, 4 kênh 4 quả luôn anh em nhé. Đấy, bao phê luôn anh em nhé. Đó, đánh này thoải mái luôn. Đấy, thì anh em có thể thấy với con cục đẩy K10 nó làm rất nhiều thứ. 4 kênh, class H anh em nhé. Con này nội thất thì bên em anh em là muốn xem nội thất anh em cứ vào kênh của bên em thì anh em sẽ xem được. Đấy, nói chung là dòng rất là chất. Đấy, và giá chỉ có 6 triệu rưỡi anh em nhé. Anh em nhanh tay. Số lượng không còn nhiều anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để xem những video và gọi đến số điện thoại ở trên màn hình để có thể mua hàng bên em anh em nhé. Rồi, chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Test nhanh, em test con này rồi. Bây giờ cắm xuống test con dưới. Rồi, ok. Chào tất cả các bác nhé.